theo dõi đó là chất âm từ mẫu lọc của hãng Fisher của Mỹ, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của nước Mỹ. Chất âm thuộc dạng ngất ngây, ngây ngất luôn. Mẫu lọc này có bề ngang là size 43, 43.5. Anh em có thể đặt vào âm ly từ 42 đến 44 đều được hết các bác nhá. Hoặc kể cả cao hơn, nó đều ok. Mã lọc là EQ276. Lọc này có các nút chức năng như sau. Đây là nút tắt mở lọc, có lọc và không có lọc. Đây nút nguồn. Lọc này có 10 cần gạt cho một vế loa, rất chi tiết và rõ ràng. Và nút này là nút đường vào tín hiệu, đường line và đường tape. Có nghĩa là có hai đường vào tín hiệu. Còn hai nút này là nút anh em tắt bỏ đèn, nhả ra là sẽ có đèn nháy, các bác nhá. Cái nút này là nút cần gạt để chỉnh cao thấp của đèn dâng. Đó. Anh em muốn cao thì dâng cao thế thôi. Lọc có hình thức tuyệt vời luôn. Anh em nào thích thương hiệu, thích đẳng cấp thì đây là một sự lựa chọn. Mà hơn nữa giá lại cực kỳ vừa miếng, chỉ 5.500.000 đồng thôi. Giá bán tại cửa hàng báo giá cho anh em nhanh là như vậy đó. 5.500.000 giá tại cửa hàng. Mặt sau con lọc này hàng bãi zin xịn sò luôn anh cho anh em nhá, bao luôn điều đó. Sản xuất tại Nhật. Đây là địa chỉ của công ty, nó ở bên Mỹ đây. 120V mang về Mỹ dùng, Fisher. Đấy anh em có thể thấy là những cái biểu tượng cho châu Âu của Mỹ lúc nào nó cũng có những cái kiểu logo như này anh em nhá. Đấy là dấu hiệu nhận biết. Lọc có hai đường tín hiệu, nó là đường line và đường tape. Đây, đây là đường vào này. Còn đường ra chỉ có một đường thôi. Tiếp theo là đường vào còn lại ở bên này. Đó, anh em nhá. Cửa hàng giới thiệu rõ, báo giá rõ, địa chỉ rõ ràng, test rõ, anh em yên tâm luôn mà sử dụng. 5.500.000. Không có lọc, có lọc này. Điểm trên màu đen này là những cái cần gạt mạ bạc, mạ chrome, tuyệt vời. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, gặp lại anh em. Trái tim của bộ dàn âm thanh. Nếu anh em muốn nghe nhạc của khác karaoke hay hơn thì nên sắm một là cái lọc, là điều không thể thiếu đâu anh em nhé. Đó là trái tim của bộ dàn âm thanh.